thì cái khúc nào tổng quan được thì mình quay tổng quan ha. Nè quý vị, nước chảy quý vị thấy nè. Do là mưa lâu ngày nó thấm chân phải không? Quá nhiều. Bây giờ này cũng có mấy anh em quay trên đó quý vị. Quá, quá luôn quý vị ạ. Đắt đấy à? Dạ. Bằng cái thớt luôn á quý vị. Chỗ là em gái đang ngồi quay phim đó quý vị. Bà con đi tham quan nha quý vị. Tắm nước thì từ ở trên xuống này chảy xuống là quý vị. Dạ. Dạ. Xin chào quý vị khán giả, mình là Xiển Hàng TV đây. Lời đầu tiên Xiển Hàng kính chúc bà con, cô bác, anh chị em luôn vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Thì hôm nay rất vui được đồng hành với quý vị ở một clip tiếp theo của em. Thì kính thưa quý vị, hiện tại giờ mình ở vùng Thác Sơn, Bảy Núi quý vị. Thì cơn bão số 3 thì ở miền Tây Nam Bộ của mình có một số tỉnh thì cũng hơi bị ảnh hưởng quý vị. Quý vị thấy mưa rất là nhiều ha, xa xa là một dãy núi ở vùng Thác Sơn quý vị. Thì nước quý vị nè đang tràn đồng quý vị. Ở mùa nước nổi 2023 thì mẹ đến đây review cho quý vị xem nha. Quý vị đừng rời màn hình, hãy theo mình qua màn ảnh nhỏ, let's go. Thì do bão hay cui quý vị cũng làm ảnh hưởng các nhiệt đới này biết rồi. Cái khúc nào tổng quan được thì mình quay tổng quan ha. Nè quý vị, nước chảy quý vị thấy nè, như thác đổ luôn. Thì từ ở trên đỉnh núi dài đó quý vị thì chảy xuống. Thì một phần tí nữa mình sẽ lên đó để quay cho quý vị thấy nha. Mà nước mực nước mà nó cao nữa là phải bỏ chạy. Chạy trước chị nữa. Ảnh là anh chạy trước chị nữa không? Bởi vì là ảnh là cái gì mà yếu mà. Anh chạy trước chị nữa. Nếu mà hai chiếc chạy chuẩn bị chạy trước. Nếu mà mực nước mà cao hơn nữa là sẽ bỏ chạy. Ba mẹ con chị với thì mình sẽ bỏ không chạy trước. Dạ. Tức là theo kinh nghiệm thì mình đi núi mà ở dưới chân núi mình đang đi lên mình gặp cái con nước mà màu đỏ với đất đá màu đỏ là mình chạy phải không? Đó là dấu hiệu của sạt lở. Nếu mà cung núi ha, mà tôi thấy như vậy là tôi phải chạy liền đó. Dạ. Vì nó có hiện tượng đó, bây giờ nó bây giờ nó sát lắm rồi, đúng không? Dạ. Hôm nay nó sát lắm, nó nặng lắm rồi, cho nên là cái nặng nó bị rất nhiều, bây giờ nó cũng chung rồi. Đi lên cảnh quay á, dạ. Đi lên cảnh ăn nước. À, mình không có lên lại gần ha. Né né gần. Khổ lắm, anh em biết thì khổ, tôi biết. Tôi cực khổ thì tôi biết, nhưng mà đi nước ăn nước. Do là mưa lâu ngày nó thấm một chân chân phải không? Nếu mà có cái hiện tượng mà trời hơi tối đó, hơi sẫm á, chạm bên đây này không? Dạ. Thì bên đây nè, thì bên đây ô á, nó ăn rồi. Tại vì bữa nay trời bão, ảnh em đi về quá trời mưa luôn. À, nếu mà thấy trời tối là phải dạt qua phía bên đây. Thôi dạt phía bên suối. À. Bên đây nó ăn còn. À, bên kia cạnh tại cái vực phải không? Bên kia nó có hiện tượng mạnh. À. Lớn lắm. Có thể nó đẩy xuống là nó đẩy tới đây luôn. Tức là theo kinh nghiệm như chị nói thì hiện tượng hiện tại bây giờ là có khả năng là đất đá có thể là sập lún nữa, đi mình chạy đi phải tránh nha. Thì hôm nay mấy anh em mình đi lên đây á, có đi á thì nhớ là miễn phí mua là phải xuống nha. Dạ dạ dạ. Dạ cảm ơn Kilo nhiều nha. Em có lấy số chị rồi, có gì em không. Nhiệt đới quý vị.
ảnh hưởng nên mưa nhiều, nước giờ này tràn xuống rất là nhiều luôn. Nước quá nhiều. Thì giờ này cũng có mấy anh em quay trên đó quý vị. Thì hướng này nè quý vị, thì cũng nước chảy xuống rất là nhiều nha. Review cho quý vị thấy nha quý vị. Mình đi này mình cũng rất là cảnh giác quý vị. Nào quý vị ha, nước chảy quý vị thấy nha. Nghe cái tiếng nước suối quý vị thấy không? Tràn ầu ạt luôn quý vị. Quý vị thấy những cái cây này là do nước chảy rất là nhiều nên nó mới bị xước như thế này nè quý vị. Thì mình nhắc lại nha quý vị, núi này kêu là núi núi dài nha quý vị. Dốc núi mình sẽ quay xuống cho quý vị thấy nè. Thấy nước chảy không? Trên đỉnh núi quý vị. Quá, quá luôn quý vị ơi. Đây men mình đi trước đó quý vị. À, quý vị. Nước chảy nhiều quá bị xáy gốc luôn á. À, xa xa bên đây nè quý vị. Nước cũng chảy nè. Rất là nhiều luôn. Chính giữa bên kia một phía nào quý vị. Quý vị thấy bên kia chảy không? Từ ở trên đỉnh núi quý vị thấy kìa. Để zoom cho quý vị thấy nha. Đó. Quý vị thấy rất là ồ ạt luôn. Ba phía, ba bốn phía luôn quý vị ơi. Nè quý vị thấy do nước chảy nhiều quá những cái cây này nó quý vị bị xoáy luôn quý vị, những gốc chuối nè. Đây là cái vết tích nè quý vị, là mình nghi là bữa hổm á, cái cơn bão số 2 rồi quý vị. Nước chắc nghi tràn nhiều lắm nên những cái vết này là những cái vết mòn của nước á, người ta nói là nước chảy đá mòn đó quý vị, chứ đừng nói đất này. Đó thì đá này thì cũng không có liên kết nha quý vị, cũng có một số đất đá nó bị mít với nhau, bị trộn với nhau quý vị. Số bà con trồng nghệ quý vị, cây này là cây nghệ nè quý vị, cũng như có lần mà nước nó chảy xuống nó bào mòn những cục đá này đó quý vị thấy không nè. Đây đây nè quý vị, đang ra hoa quý vị. Đấy là phía xa ba xa là hang bãi cục quý vị, đội quả tấp. Thì ở đây mình thấy có một viên đá treo leo quý vị. Bà con cô bác đi đến đây, đi lên núi thì cũng dễ dàng quý vị. Độ dốc thì mình thấy cũng hơi đứng khoảng cỡ 65 độ quý vị. Theo lời em gái này nói, ngăn nói quý vị, thì chỗ nào vàng vàng là chỗ đó sạt lở đó quý vị.
để mình zoom nhẹ cho quý vị thấy một tí nha. Ở lưng núi quý vị thì có một cái nhà người ta cắt ở đó quý vị, để người ta giữ nương giữ ruộng quý vị. Nam mô Di Đà Phật. Ngọn nào quý vị? Giống cái hang luôn hả? Ờ đúng rồi, giống hang. Ở trong đó giống như cái hang luôn. Ờ có một cái hang. Trời ơi sâu khúc cảm luôn kìa. Nước lạnh ngắt luôn nè. Ờ nước này nước mình để chân. Nè quý vị, nước này lên đây mình thấy lạnh nha quý vị nè. Mà nước rất là trong. Quá trời có núi nha. Nè quý vị thấy nè. Cả. Lên càng trên cao quý vị, cái nước quý vị mình thấy rất là lạnh nha quý vị. Trên núi mà mọc một cây gòn quý vị thấy rất là to luôn, cây gòn cổ thụ luôn quý vị. Thì từ nãy giờ mình nói quý vị để liên kết với nhau để nuôi sống những cái cây cỏ nữa đây quý vị. À, quý vị thấy có đất ha, có đá ha, chứ không những mà đất không hoặc là đá không quý vị. Để... Dạ. Chị đi lâu chưa chị? Chị đi lâu chưa? Mới 10 ngày. Vậy là sao cái cơn lũ quét sạch ta đã. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, tôi nói đúng rồi đó. Nè quý vị thấy nè, hai viên đá này ship giống hình dấu ô với quý vị. Cái đây mình đi qua bên đây. Long Xuyên. Thì chú lên đây cách này khoảng mấy bữa mà chú thấy cái hiện tượng này nó khác à chú? Từng chủ nhật tuần rồi á. Dưới chủ nhật tuần này mà chú đã đến đây là thấy chỗ cái hang này là nó thay đổi nhiều. Dạ. Lại cho nó bằng tháng à. Dạ. Là nó bằng phút cái này. Dạ. Cái này nó hụt xuống gì đâu mà giờ em thấy thâm thẳm mới dưới rồi. Thì chú này là chia sẻ, chú là một nhân chứng sống nha quý vị, nói đâu đó là rõ ràng quý vị, clip của mình đưa lên. Rồi, dạ. Chủ nhật tuần rồi là tôi đi này kia là tôi bước vô trong này mà lỗi trong này. Dạ. Là thấy là nó bằng chỗ em gái nó ngồi ha. Đất đó. Cái thớt đó. Dạ. Bằng cái thớt luôn á quý vị. Chỗ em gái đang ngồi quay phim đó quý vị. Dạ. Dạ. Tại cơn bão số 2 rồi đây cơn bão số 3 nữa, hai ba cơn bão nó dồn dập thì nước từ ở trên đỉnh núi đó nó tràn xuống, lượng mưa nó nhiều. Dạ. Dạ. Nhiều ngọn nước nó gom lại nó. Dạ. Thì hôm nay con đến đây ghi hình cũng nhân viên gặp chú, thì cảm ơn chú đã chia sẻ lòng. A Di Đà Phật. Một viên đá mà tự nhiên ở đây có trẻ một đường quý vị, mình thấy cũng khá đẹp ha. Tạo nên một cái gì đó ẩn hiện tâm linh quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Ở trên đó là quý vị thấy đá. Nhưng mà ở trên đó cũng có cây mọc. Quý vị thấy không? Nhưng mà ở trong hang này thì mấy anh em giờ đang đi vô trỏng quay ở trỏng đó quý vị. Mình thì quay một đoạn thôi. Mình cũng không có vô trỏng nhiều quý vị. Có bà con đi tham quan nha quý vị. Tắm này. Nước thì từ ở trên suối này chảy xuống nè quý vị. Trước mặt mình thì có một cái viên đá nhìn giống mặt người vậy quý vị. Ở từ đầu suối chảy xuống nè quý vị. À, đây đó, các bạn này thì cũng tắm đây đây.